Con mèo khốn nạn. Chà, mình thích ngôi sao kia quá. Ủa alo, cái gì đấy? Bạn nghĩ bạn là Hello Kitty à bạn ơi? Úi giời, cái mông kìa, nhìn là muốn đánh rồi. Có dừng lại không thì bảo, bà nhớ mắt lắm rồi đấy nhá. Sẵn sàng chưa? Ơ kìa, cầm cái chổi chứ, bạn cầm cái khỉ gì vậy? Đánh thì đánh làm sao? Ôi, sao canh mèo mà lại ngủ quên thế này? Mèo phá hết cây thông rồi. Trời ơi, con mèo chết tiệt. Các bạn thấy sự lợi hại của mèo ta chưa?